xin chào tất cả mọi người chào mừng mọi người đã quay trở lại với mình thì mình là Lê Duy, Crypto Man thì hôm nay mình đến với một cái video số 4 trong cái chuỗi series là on chain dành cho người mới đối với thị trường crypto thì sau khi bạn đã coi video 1, 2, 3 thì bạn sẽ có được một cái hòm hòm một cái đầu tiên là trước khi bước đến thị trường thì bạn sẽ coi được là hiện tại cái bức tranh bự ở ngoài chúng ta nó đang như thế nào À, tình hình nó ra làm sao, nó là kinh tế vĩ mô. Rồi, sau khi có được những cái thông tin bên kinh tế vĩ mô cũng như là nắm được cái tình hình ở ngoài đó thì bạn sẽ bước vô một cái thị trường nhỏ hơn một tí ha, là thị trường uh, crypto. Thì trong thị trường crypto của chúng ta thì chúng ta sẽ bắt đầu xem là mình hiện tại đang ở cái nhịp nào trên thị trường và cái pha nào trên thị trường. Thì ở video số 3 mình có nói rồi về những cái à ba pha và bốn nhịp các anh chị em nào chưa coi thì có thể coi lại video số 3 đấy trước để trước khi bắt đầu video số 4 này. Sau khi bạn đã hiểu được mình đang ở cái pha nào trên thị trường và cái khả năng là bạn đang ở cái nhịp số mấy trên thị trường thì chúng ta sẽ quan tâm đến cái việc là dòng tiền ở trên thị trường này nó là như thế nào và chúng ta sẽ đầu tư vào cái khu vực nào và thông số nào để chúng ta có thể quan tâm mà để ý chú ý cũng như là quan sát được các cái nhịp đó để nó phù hợp và đưa ra những cái invest rồi ok thì hôm nay mình sẽ đến với các cái quan trọng về các cái phân bổ về dòng tiền ở trên thị trường ha đây rồi ok thì ở đây là bên tay trái mình là cái màn hình trading view trên desktop bạn có thể thấy đây rồi bên tay phải mình à, mình có snapshot lại demo một cái hình ở trên điện thoại của mình thì là những cái thông số mà giúp cho mình có thể kiểm tra market một cách nhanh nhất chỉ cần tốn cỡ khoảng một phút thôi, chả tốn là bao thời gian cả, không cần phải đi uh, uh, kiểu như là check mỗi ngày mà mấy trăm lần hết ha, một buổi sáng thức dậy hay cái gì đó, hay những lúc nào bạn cảm thấy là thị trường có biến động hay là đặt alert cảnh báo khi có những thông số nó đạt đến những cái mức nguy hiểm hay là những cái mức tăng trưởng đột biến thì chúng ta hoàn toàn sẽ đặt cảnh báo như bạn đang có thể thấy đây mình có một cái uh, mức cảnh báo cho cái thông số này đó. Rồi, và bây giờ mình sẽ nói cái thông số nào nó cần quan trọng mà bạn sẽ phải quan tâm đến. Ok, trước khi đến với thị trường này thì hiện tại theo thống kê của coi uh, Gecko thì uh, ở đây ha, theo thống kê của coi Gecko là cái trang này hiện tại chúng ta đã có đến 13.000 đồng coi. 13.000 đồng coi hay các bạn. Rồi, 13.000 đồng coi. Ok, và Ok, ở đây chúng ta sẽ thấy là riêng về cái chữ đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu cái thông số là Bitcoin Dominant. Vậy Bitcoin Dominant là cái gì? Bạn nhìn bên trái giùm mình, mình có để một cái hình bánh pizza làm demo thì cái chữ BTCD là đại diện cho cái từ Bitcoin Dominant. Bạn hình dung giúp mình đây là một phần của miếng bánh trên toàn bộ tổng 13.000 đồng coi thì riêng bitcoin không đã chiếm 53% của cái miếng bánh rồi. bạn lưu ý nha mình nói lại một lần nữa có 13.000 đồng coi thì riêng bitcoin không đã chiếm 53% toàn bộ thị phần của miếng bánh. mình lấy ví dụ bánh visa, bbva nè ở bên trái Để bạn có thể hình dung được cái chuyện đó. ok và tiếp ha và một thông số thứ hai là một cái đồng mà được gọi là số 2 trên thị trường và đó chính là cái đồng Ethereum thì với Ethereum sẽ có một cái thông số tên là Ethereum Dominant. Nó y chang với cái Bitcoin Dominant thôi, cũng là nói về phần trăm nắm giữ của Ethereum đối với toàn bộ market. Thì ở cái thông số Ethereum Dominant này bạn đang thấy con số hiển thị trên màn hình của chúng ta là 17,51. Có nghĩa là bây giờ Ethereum đang chiếm 17,5% đối với lại toàn bộ 13.000 đồng coi trên thị trường. Ở đây đơn giản bây giờ bạn có thể cộng lại 53% cộng với 17 thì bạn đã có là 70% toàn bộ vốn hóa của thị trường đã thuộc về hai cái đồng coi thôi. Nha. Vậy thì hơn 13.000 đồng coi kia chỉ chiếm lại có một số ít chưa đến 30% tổng số tiền trên market. Vì sao mình nói là chưa đến 30%? Bởi vì trên market chúng ta sẽ có thêm hai thông số này nữa. Đầu tiên là USDT dominant ha, là USDT dominant là một cái loại stable coin và USDC các cái dạng stable coin thôi. Hai trên thị trường thì hai thằng này nó khá phổ biến vào thời điểm hiện tại nó có rất nhiều đồng nữa nha mình không muốn làm rối các bạn cho nên ở đây mình lấy ví dụ các bạn có thể add thêm những cái đồng tiền khác vào để quan sát thì hiện tại riêng USDT thì cái phần trăm miếng bánh của nó lại tiếp tục là 4% và USDC ở đây phần trăm của nó là 1,2% thì cộng tất cả full cái này lại đâu đó đã hơn 75% rồi thì chỉ còn có khoảng cỡ 25% dành cho toàn bộ Ancoin Ancoin là cái gì? là từ viết tắc của tất cả các đồng coi không phải là Bitcoin và Ethereum trên thị trường ha. Thành ra chỉ còn có 25% ha, biến bánh dành cho 13.000 đồng coi và đây chính là một con số bạn cần quan tâm. Hồi đó lúc thị trường còn sơ khai chỉ có khoảng cỡ 200 đồng thôi thì chỉ cần một lượng tiền nhỏ đổ vào thị trường ha, một lượng tiền nhỏ như thế này đổ vào thị trường thì sẽ làm cho tất cả các con hàng tăng trưởng rất là đột biến sau đó phát triển sẽ lên 2.000, 3.000 đồng coi rồi à, thì cái biên độ lợi nhuận nó giảm đi một tí ví dụ ngày xưa là ít năm thì sau đó nó còn chỉ có ít hai chục rồi tới thời điểm hiện tại là 13.000 đồng coi nghĩa là số lượng phần trăm miếng bánh là không đổi nha chỉ có 25% nhưng mà trong 25% này số đồng coi nó tăng trưởng quá nhanh và quá đột biến nhiều hơn chúng ta nghĩ, cho nên là bây giờ cái việc kỳ vọng một sự tăng trưởng ít năm ít trăm hay gì đó nó đang được giảm bớt lại. ví dụ trong những cái mùa coi season là những cái mùa mà người ta hay kêu là các cái đồng coi của bạn tăng trưởng á, ngoài bitcoin và ethereum thì người ta gọi là altcoin season. chẳng hạn như vậy thì khi các cái đồng coi này tăng trưởng thì ở những cái mùa trước chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng vào X6 hoặc là 8 cho một cái con coi nào đó bình thường. Nhưng với nhiều coi như bây giờ thì cái biên độ kỳ vọng người ta đang giảm xuống chỉ còn có X4 và X3 cho những con kiểu low cáp thôi ha. Rồi, thì đó là mình sẽ muốn nói về giới thiệu những cái khái niệm cũng như những cái này để cho bạn có thể quan sát và hình dung được rằng trên thị trường đang có những cái gì. Ok ha. Rồi và ở đây chúng ta sẽ có cái total Total là cái gì? Là toàn bộ tổng vốn hóa thị trường Ở đây là 2.500 tỷ Mình cứ giới thiệu với các bạn một video ở số 1 thì phải ha Vốn hóa của Apple không Riêng cái mã Apple là 2.700 tỷ rồi Thì một mã Apple thôi là đã bằng toàn bộ cái market của chúng ta Toàn bộ market chỉ có 2.500 tỷ thôi ha và thông số này người ta hay gọi là TOTAL Và người ta hay gọi cái bình TOTAL Ờ à, thì đây, đây chính là cái bình TOTAL đây bạn nha 2.500 tỷ vốn hóa của thị trường Rồi và một cái nữa tiếp theo chính là bình TOTAL 2 Bình TOTAL 2 là toàn bộ vốn hóa của thị trường Trừ đi Bitcoin Bỏ Bitcoin ra, bỏ miếng bánh Bitcoin ra Thì còn tất cả lại Ethereum và Ancoin cộng với lại Stablecoin gì đó thì chỉ có khoảng cỡ 1 119 tỷ thôi Rồi, ok Và tiếp theo đó chính là cái bình Toto 3 Cái bình này là bình cực kỳ quan trọng Đa phần hầu hết 80% user hay là người mới tới Ít ai để ý đến đầu tư vô Bitcoin Ít ai đầu tư vô Ethereum lắm Chúng ta chưa quen Và chúng ta nhìn cái con số nó quá lớn một tỷ mấy, vài trăm triệu, vài chục triệu Vì đó chúng ta thấy nó quá ngợp và không invest được chúng ta kêu là nó không còn tiềm năng hay là nó như thế này thế kia. Đa phần chúng ta người mới sẽ đầu tư rất nhiều, hầu hết là cỡ hơn 80% sẽ đầu tư vào ancoi thì coi ở đây được gọi là bình tô 3. Bình tô 3 là bình sẽ ngoại loại ra Bitcoin và Ethereum thì dưới bên này. Đây nó sẽ bỏ đi cái chỗ này ha. Bình tô 3 sẽ bỏ đi Bitcoin và Ethereum, chỉ còn cái này thôi là tô 3. Đấy Ok hai các bạn Đó Thì bình Total 3 và chúng ta cực kỳ quan tâm thông số này Tại vì thường cái này nó chạy Thì tiền trong ví của tất cả những nhà đầu tư Sẽ tăng trưởng đột biến và cái này nó chạy mạnh Thì người ta gọi là tăng trưởng đột phá chẳng hạn như vậy Thì lúc đó là anh coi season là tất cả mọi con anh coi trong ví của người ta nó x2, ít x3, ít x4, ít x5, x8, x10, tùm lum gì đó Ừ Rồi, thì uh, đây là một video ngắn với những thông số cực kỳ cơ bản mình sẽ tóm lại đây ha. Uh, thị trường sẽ bao gồm có khoảng cỡ 13.000 đồng coi. Bitcoin là đồng coi chiếm vốn hóa lớn nhất trên thị trường. Một mình Bitcoin chiếm 53% miếng bánh pizza trên thị trường. Tiếp theo là Ethereum chiếm khoảng cỡ 17,5% miếng bánh. Hai thằng này cộng lại là 70% miếng bánh trên toàn bộ thị trường đối với 13.000 đồng coi. Và bên trong thị trường chúng ta sẽ còn một loại nữa chính là stablecoin loại là cái loại mà được neo với đồng đô la các bạn Các bạn sẽ dùng tiền này để mua tất cả những đồng tiền mã hóa khác ha lại Đại diện ở đây mình làm trong ví dụ này chính là USDT và USDC Thì hai thằng này cộng lại thêm khoảng cỡ 5% nữa Thì đâu đó chúng ta đã mất hết 75% ha. Tổng vốn hóa thị trường và chỉ còn lại 25% cho toàn bộ cả những con coi bên ngoài kia Đây, tất cả những con coi bên ngoài này Đó, bạn có thể coi ha Sàn Binance, OKS và nhiều thứ khác nữa Thì tất cả mấy con này nó đều được gọi là anh coi Và nằm trong cái bình Total 3 hết Bạn thấy nó đang xanh bởi vì bình Total 3 đang tăng Đơn giản là vậy Rồi, thì bình Total Đây, bình Total là cái bình bao gồm toàn bộ tổng vốn hóa thị trường của chúng ta thì có luôn cả Bitcoin và Ethereum. Rồi, cái bình total 2 thì chỉ bỏ Bitcoin ra thì toàn bộ những cái altcoin còn lại, lấy luôn cả Ethereum cộng với altcoin thì sẽ ra cái bình này. Hiện tại đang là 1119 tỷ. Rồi, cái bình total 3 ha là bình bỏ ra Bit và Ethereum, chỉ còn lại tất cả những con altcoin đang nhìn bên màn hình của bạn như vậy ha. Tất cả những con altcoin khác luôn. Đấy và hiện tại Uh, thị trường nó đang không có quá nhiều tiền cho nên cái việc mà thị trường nó có boom hóa hay không nó phụ thuộc vào cái lượng tiền được bơm trên thị trường nữa thì những cái đó là những thông số tiếp theo dành cho các bạn khi chúng ta check on chain còn bây giờ mình đang muốn các bạn là người mới hãy làm ơn hiểu hết tất cả những khái niệm này giúp mình và nếu được thì hãy add tất cả thông số giống như mình đang để trên màn hình để vào trong cái app điện thoại trading view và buổi sáng lướt dậy bạn chỉ cần track một round tất cả mấy cái này bạn sẽ hiểu là à, xong rồi nhìn cách vận hành thị trường hôm nay dòng tiền đang luân chuyển như thế nào ok ha rồi thì uh, mình sẽ kết thúc video tại đây và nếu như video này nó hay và thú vị thì hãy cho mình xin một like và comment còn nếu như các bạn có bất kỳ cái nào không hiểu hay cần mình giải đáp thêm thì hãy comment bên dưới để cho mình có thể uh, hiểu rằng các bạn đang muốn biết thêm thông tin gì về cái market hay là người mới chưa hiểu thông số nào mình có thể giải thích lại sau ok cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo